Cả mọi người lại giới thiệu mọi người một chiếc xe đạp bãi Nhật sau khi được nhập từ bãi ở Nhật về, đã vệ sinh cân chỉnh dầu mỡ ổ trục ổ bi rất là trơn tru rồi. Một chiếc xe thương hiệu Gian rất nổi tiếng của thế giới rồi. Đấy, thương hiệu Gian nhé mọi người, chữ hơi chìm. Đấy, tất cả các thông số tem Nhật. Xe này có size là cọc đứng là 47, size ngang là 53. Bác nào mà có size phù hợp liên hệ bên em. Bánh 700C, vành nhôm 2 lớp, lốp zin theo xe. Này lắp thêm đồi chắn bùn và bọc in da bọc lại. Tất cả đang đồ nguyên bản theo xe, đã được vệ sinh, cân chỉnh. Các tem cọc in, tem thương hiệu xe này, tem kiểm định của Nhật này. Đi đồng bồ tăng này. Thương hiệu của xe này, lốp zin theo xe, đặc biệt lốp này là lốp địa hình, lốp rất là to, đi rất là khỏe, càng đùi đĩa rất là đẹp. Mai ơi, thống đang còn nguyên zin theo xe, rất là đẹp nha mọi người. Đùi đĩa này, hệ thống chuyển líp, cọng bình nước này đang zin theo xe luôn nhé. Đèn phản quang sau này, đĩa này, xe chuyển động 3 đĩa 8 líp, thì rất nhiều địa hình. Cặp vanh đã biết chất rồi mọi người nhé, xe rất là đẹp. Bạn nào có nhu cầu về một chiếc xe size phù hợp với mình liên hệ bên em nhé. Xe được dọn rất là đẹp. Xin cảm ơn tất cả mọi người.